Dạ, con xin chào bác. Dạ, con tên là Huỳnh Thanh Điệp, ở quận Bình Tân. Hôm nay con xin phép được hỏi bác 12 câu về người tu thiền tông mà khó trở về Phật giới. Dạ, xin bác giải đáp cho con ạ. À, mời con hỏi đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Thưa bác, lý do gì người tu thiền tông mà khó trở về Phật giới ạ? Cái thiền tông này nó rất dễ, nhưng mà cái thế giới vật lý này nó khó về lắm. Thế giới này xuống hút vật lý, mà thế giới kiến chấp của loài người. 100 người vô đây nó kiến chấp là 90 người rồi, chỉ còn có 10 người là nó bỏ được cái kiến chấp. Vì thế mà nó muốn trở về Phật giới không phải đơn giản đâu. Còn cứ hỏi bác sĩ trả lời tiếp cho. Tất cả những cái thiền tông nó thiệt đó, bây giờ đi vào chiều sâu rồi, bác sĩ trả lời những cái mà đặc biệt chưa từng trả lời trước đây. Rồi câu hỏi đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, câu thứ hai ạ. Bác đã hướng dẫn cách tu thiền tông rồi và con thấy thì rất dễ tu, nhưng tại sao nhiều người lại không chịu tu theo vậy, thưa bác? Người ta vô thiền tông thì nó có hai cái dạng người. Một dạng người vô để ăn cướp, một dạng người vô để lấy rồi đi truyền bá. Thấy không? Không phải là hai dạng này không muốn về Phật giới. Vì thế mà nó rất khó chỗ này. Đó, bởi vì thiền tông nó ra đời nó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản người ta tưởng đâu. Thấy thì nó rất dễ vậy, nhưng mà khi đi sâu vào không thấy, không dễ chút nào. Vì cái thế giới này là cái thế giới dông bão vật lý, nó theo kết quả nhân quả của vật lý, thành là khó, khó cực kỳ khó chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ ba. Dạ, cách tu thiền tông có bí kíp gì không ạ, thưa bác? Nói đúng là tất cả tu viện cũng có bí kíp hết, thiền tông nó cũng không ngoại lệ cái này. Mà cái bí kíp thiền tông này chưa nói ra. Từ khi công bố huyền kỹ đến nay, bí kíp thiền tông chưa được nói ra. Nghe không? Thiền tông có bí kíp. Mà bí kíp nói ra 10 người té hết 99 người. Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 4 ạ. Dạ, bác nói là tu thiền tông có bí kíp. Vậy xin bác dạy cho tụi con biết là bí kíp thiền tông thì ở trong quyển sách nào ạ? Bí kíp thiền tông nó nằm trong quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam. Chừng nào khi nào cái quyển này xuất bản ra thì bí kíp được sẽ trưng bày ra. Còn bây giờ những cái mà cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông lưu hành nội bộ chưa có bí kíp. Lưu hành nội bộ phải chính thức được nhà nước cho xuất bản thì bí kíp mới được trưng bày ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 5 ạ. Vậy thì làm sao để cho con học được cái bí kíp thiền tông học này ạ, thưa bác? Muốn học bí kíp này thì cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông phải được xuất bản. Vì cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông này nó tuần tự chứ không phải đơn giản đâu, nó thứ lớp và tuần tự. Cái bí kíp nó nằm ở chỗ nào? Khi đọc rồi người ta, con đọc con cũng chưa hiểu cái bí kíp nữa, nhưng mà khi đọc rồi con đi hỏi người ta thì người ta sẽ chỉ tại sao nó nằm ở đâu. Phải ráp, cái bí kíp này phải ráp chứ không phải là nói là giống như người ta viết 5-7 chữ nó xáo trộn đi. Con muốn biết cái này thì con phải xếp cái chữ này lại thì nó mới thành cái bí kíp. Là cái chỗ đó đó ta gọi là, thông thường ở trong quân đội người ta gọi là mật mã, thấy không? Nó ghép nhiều chữ để thành một cái câu chuyện. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con tin tiếp hỏi câu số 6 ạ. Dạ thưa bác cho con hỏi lại là có phải bí kíp thiền tông học nằm ở trong quyển giáo lý đạo Phật thiền tông không ạ? Đúng rồi, bí kíp nó nằm trong cái đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam, nó không nằm đâu hết. Mà tôi nói thật á, từ ngày xưa, từ khi Đức Phật mà dạy đạo tới bây giờ 2564 năm, không ai hiểu được cái này. Tôi bảo đảm cả thế giới không ai hiểu được cái chuyện này. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, con hỏi câu số 7 ạ. Dạ, thưa bác, vậy thì khi nào thì bác sẽ cho xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam ạ? Cái quyển này á, bởi vì cái sách của bác đó là mười mấy quyển mà xuất bản, bây giờ người ta cấm tái bản. Vì thế mà cái quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam không thể xuất bản được. Mà trừ trường hợp
nhà nước thấy như thế nào, thấy có lợi thì nhà nước mới cho xuất bản, thì cái quyển giáo lý này nó sẽ lưu hành trong toàn cõi Việt Nam. Và nếu người nào có khả năng dịch ra tiếng nước ngoài thì nó lưu hành trên thế giới. Thấy không? Vì cái quyển giáo lý Đạo Phật Khoa Học Tiền Tông này có 102 trên thế giới này. Từ khi một vị Phật dạy đạo tới bây giờ, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta không có hiểu. Ta không có hiểu rằng cái đạo Phật nó không phải đơn giản như người ta tưởng đâu. Vì thế mà tại sao? Trong đạo Phật có nói là đạo Phật có cái tinh hoa. Mà con suy nghĩ từ xưa tới giờ có ai biết cái tinh hoa là cái gì không? Các nhà khoa học vật lý ta nói đạo Phật có tinh hoa của nhân loại. Vậy là tinh hoa nhân loại là cái gì? Hoàn toàn không ai biết. Nó không phải đơn giản đâu. Đạo Phật, nghe nói đạo Phật từ mấy trên 3 năm nay công bố cái quyển Pháp Môn thứ 6 rồi, nhưng mà vẫn những cái bí kíp vẫn chưa được công bố ra. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi bác câu số 8. Dạ, bác cho con hỏi là bí kíp tu theo Đạo Phật Thiền Tông có tựa đề gì ạ? Nó nằm ở trong cái sức hút vật lý của trái đất. Nó nằm ở trong sức hút của 6 bầu khí quyển của trái đất. Nó nằm ở trong cái chỗ đó. Thấy không? Vì cái sức hút vật lý này nó mới tạo ra được cái bí kíp. Người ta hiểu nó tại sao mà cái Đạo Phật nó phải như thế này. Vì thế mà nó được rồi thì nó mới tạo, mới sản sanh ra cái chuyện này. Vì thế mà cái bí kíp nằm ở trong của nó đó. Đây là nói về khoa học mà nó, chứ không phải đơn giản đâu. Tại làm sao con người ta dính cứng ở trong cái đất này mà không chịu đi ra được. Đó, đây là người ta giải thích mà, giải mã tất cả những cái gì mà cái thế giới vật lý này nó cuốn hút. Muốn thoát ra thì phải có cái bí kíp thoát ra, chứ không phải muốn thoát ra ra bình thường, không đơn giản đâu. Vừa ra nó quật lại liền. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu số 9 ạ. Dạ bác cho con hỏi là tu thiền tông thì có liên quan hay là có dính dáng gì tới sức hút của trái đất không ạ, thưa bác? Bởi vì cái thiền tông này gọi là cái đạo khoa học. Đạo khoa học thì nó phải nói về vật lý, nó nói về nhân quả. Có nghĩa là đạo Phật là cái đạo gì? Đạo Phật là khi một vị Phật đứng ra giải đạo là mở màn cho một cuộc cách mạng văn minh, nền văn minh từ đồ đồng chuyển sang thời và kỳ văn minh. Vì thế mà một vị toàn năng toàn giác phải nói được cái này, nhưng mà cái thời đồ đồng không nói được. Thì vì thế mà phải chuyển tới đời mạt thượng pháp mới được công bố ra. Nó cũng quan trọng ghê lắm. Vì thế mà tất cả gì nó trình bày bằng khoa học hết, chứ không có nói mơ hồ. Từ hữu hình vô hình đều giải thích bằng khoa học, không khi giải thích bằng mơ hồ. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 10 ạ. Dạ vừa nãy thì con có nghe bác nói tới là sức hút 6 bầu khí quyển của trái đất, thì con nghe thấy có vẻ là lạ bác. Vậy bác có thể hé lộ một chút xíu cho tụi con biết về sức hút 6 bầu khí quyển của trái đất được không ạ? Cái này nó cả một cái chương trình chứ không phải đơn giản đâu, thì không thể hé mở được. Nên nhớ cả cái hệ thống của người ta mà hé mở bằng cách nào đây? Nếu mà hé mở mà con không hiểu con còn chết nữa. Thà là để khi giáo lý đạo Phật khoa học truyền thống nhà nước cho xuất bản ra thì con sẽ đọc toàn diện, nhưng mà con chưa biết đâu. Thì những trong đó đặt những câu hỏi từ trong quyển giáo lý này ra thì sẽ nói sự thật cho, sự thật cái cách, cái tinh hoa của cái đạo Phật trong đó đó. Phải không hé mở được cái gì này đâu. Giống như cả một kêu bằng một kho báu thì làm sao mà hé mở cho con thấy kho báu được, không thể được. Con phải xâm nhập vô thì con mới hiểu được. Còn con không xâm nhập vô hoàn toàn không hiểu được cái kho báu được, nghe không? Rồi con hỏi tiếp. Dạ con cảm ơn bác ạ. Dạ con xin phép hỏi câu số 11. Dạ thưa bác, vị bác có thể cố gắng để xin xuất bản quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam không được không ạ? Bây giờ con suy nghĩ sao? Lúc còn trẻ đó, từ 20 tuổi đã nắm được cái này rồi thì cố gắng được. Lên 80 tuổi hết cố gắng được rồi. Là sao? Cố gắng đứt cơn máu liền. Vì cái theo quy luật vật lý mà người già không thể cố gắng. Xin cho là tốt, không cho thôi. Nếu nhà nước tuân thủ về
luật tín ngưỡng tôn giáo cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì phải cho cái này ra. Còn nếu ông không tuân thủ thôi, ông cấm, ông không cho ra thì phải chịu, phải trả về cho nền văn minh không gian. Thấy không? Nếu nhà nước cho thì cho, không cố gắng mà không xin luôn, xin cách bình thường, không năn nỉ ai hết. À, tôi nạp đây này, quyển giáo lý này tôi xin xuất bản quyển này bình thường, thấy không? Chứ không có cố gắng, tuổi già không cố gắng, sinh hoạt cách bình thường. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu cuối cùng của chủ đề này ạ. À. Dạ thưa bác, nhà nước cho tự do viết sách, nhưng tại sao sách của bác thì lại không xuất bản được ạ? À? Cái này nó đúng là nó sâu xa lắm, chứ không phải mình nói nhà nước không cho xuất bản đâu. Nếu không cho xuất bản tại sao bắt xuất bản được 13 quyển? Phải không? Nhưng mà vì cái áp lực của giáo hội Phật giáo Việt Nam mà, nói đúng hơn là áp lực của mấy ông thầy cúng không cho những xuất bản cho xuất bản. Chứ giáo hội Phật giáo hoàn toàn không nói này, nhưng mà mấy ông thầy cúng, mà ông thầy cúng đã trong giáo hội, nó kẹt ở chỗ này. Vì thế mà nhà xuất bản thì người ta thấy cái đoàn thể. Nói thật, nếu cấm mà có giấy tờ thì bác dễ xử lý lắm. Nhưng mà cấm bằng miệng nó hơi khó. Nhưng mà nhà xuất bản người ta cũng nể cái hội đoàn của Phật giáo. Vì thế mà người ta không cho mình tái bản thôi. Chứ bây giờ trên thực tế mấy năm nay chưa có ai có cái văn bản nào dám cấm cái sách vơ của bác hết. Thấy không? Thôi, còn thôi bác thì nói đúng ra để mục đích của bác á, giữ gìn 60 năm để công bố cái pháp môn thứ 6 này ra, là pháp môn dẫn của người ta trở về Phật giới, chứ không phải đơn giản đâu. Còn năm pháp môn kia là lẫn quẩn ở đây hoặc là lên cõi trời thôi. Đây là pháp môn thứ 6, là con đường trực chỉ về Phật giới. Một bước là đến đất Như Lai, không phải là chuyện bình thường đâu. Thấy không? Thành ra bây giờ đó, cấm hay là không thành vấn đề. Bây giờ nói thiệt con á, sách bác 13 quyển, bác muốn bán bao nhiêu cũng được. Bác đâu có sự ấy đâu, bác đi photo. À, anh đặt tôi 10 quyển, tôi đi photo 10 quyển tôi bán anh. Có vậy thôi. Cũng là vậy thôi, chừng nào mà nói là có sách bị cấm lưu hành thì bác không vô tô. Cấm lưu hành là Phật ta phải thu hồi lại, mình có giấy đàng hoàng. Còn đây chỉ cấm tái bản chứ không phải là cấm lưu hành, con nên nhớ. Thì bác đi phô tô có gì đâu, in thì 20 ngàn, phô tô 21 ngàn có gì đâu. Bây giờ kỹ thuật in phô tô nó còn đẹp hơn cái in luôn, nói cho con biết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con có 9 câu hỏi về người tu thiền tông mà có thánh tham. Dạ bác cho phép con hỏi luôn nha bác. Rồi à, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ nhất. Thưa bác, lý do gì người tu thiền tông mà lại có thánh tham ạ? Vì trong cái con người của mình nó có 16 thứ tánh. Nó trong nó có cái tham. Nhưng mà cái tham muốn tăng lên thì phải là có cái kiến chấp và cái tưởng cho lớn, thì nó sẽ tăng cái độ tham lên gấp mấy chục lần. Vì thế mà người nào mà lên cái tần số tham cao rồi bỏ không bỏ được. Thấy không? Giống như cô treo trèo lên cái cây cao rồi không dám buông tay được, bắt buộc phải ở ngoài đó. Vì thế mà con người tham rồi, có cái tính tham mà nó nâng cấp rồi, nâng cấp của tưởng và kiến chấp thì hoàn toàn không bỏ tham được. À, rồi cái người tham này tôi bảo đảm sau cùng hậu quả rất sâu. Tôi không nói nặng nhưng mà hậu quả rất sâu. Nếu ngành tham tột đỉnh về thiền tông rồi là nó sẽ rất nguy hiểm cho cái thân ngành đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy câu số 2 con xin hỏi bác là người tu thiền tông mà có tánh tham á thì có bỏ được không ạ? À? Tôi nói hoàn toàn không ạ. Nếu cái tánh tham bình thường thì được, còn tánh tham mà nâng cấp dự tưởng và chữ kiến chấp hoàn toàn không rút lui được. Phải đi cho đến khi nào mà luật pháp cột anh thì mặt mai anh vô đó anh mới bỏ được. Luật pháp mà cột anh rồi thì cái tánh tham này bắt đầu nó mới xuống. Còn nếu luật pháp không cột những người này thì tánh tham nó càng cao. Thấy không? Mà nếu mà cái tánh tham mà nó lên một mức độ cao rồi là do thánh giúp luôn, vào dòng thánh ở luôn thì hoàn toàn tuyệt đối là không trở lại cái tham
không trở lại cái tham, cái tánh tham bình thường của một con người được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vậy bác, nếu mà người tu thiền tông mà có tánh tham á, vậy thì sau khi chết thì họ sẽ đi đâu ạ? Bây giờ tu thiền tông á, mình phải nên nhớ một điều, thiền tông không phải đơn giản đâu. Có nghĩa là người ta tu vật lý á, thì giống như người ta đi dưới mặt đất. Con không được con quay trở lại nha. Còn con đi tu thiền tông giống như con đi trên máy bay vậy. Điểm A qua điểm B phải cho tới. Còn con không tới á, thì đâu, nó có ba chỗ tới. Xuống biển, lên núi, vô rừng. Nó phải rớt vào ba cái chỗ này nè. Thì con sẽ hiểu. Tu thiền tông, bởi vì nếu bắt đầu tu thiền tông là giống như đi trên phi cơ. Điểm A phải qua điểm B cho đến. Tu điểm B là giải thoát phải cho tới. Còn không tới thì phải rớt vào ba cái nơi nguy hiểm nhất này. Ba cái nơi khổ nhất này. Có là tiêu tan thân mất mạng luôn đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Vậy thưa bác, cái người mà không tu thiền tông mà có tánh tham thì sau khi chết họ sẽ đi về đâu ạ thưa bác? Người tu không tu thiền tông mà có tánh tham thì đi theo cái nhân quả bình thường của thế giới này. Tùy theo mình tham cái gì. Mình tham, mình lấy của người ta thì nữa đó, mình đầu thai lại, mình làm sao mình trả nợ cho người đó đó. Vì thế mà có cái chuyện mà cha mẹ phải nuôi cho con. Rồi có nhiều khi con nuôi cha mẹ là cái này nó ẩn hội, ẩn dục, ẩn hiện trong cái thế giới nhân quả. Tại sao vợ phải nuôi chồng, chồng phải nuôi vợ, là cái chuyện này cái nhân quả của nó, thấy không? Mình thấy nó đơn giản với sự thật mà giải thích thiền tông nó rất khoa học ở chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 5. Dạ, người tu thiền tông mà có thánh tham rồi lại đi cướp lấy những thứ của thiền tông thì người này sau khi chết sẽ đi đâu ạ thưa bác? Phần này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nó chửi Đức Phật tội không bằng nặng, tham là cướp lấy cái thiền tông này là đâu, nặng hơn là sao? Chửi Đức Phật xuống tầng 18 ở thôi không sao, còn cướp lấy này qua cái tầng 19 nó sụp xuống cái hầm lửa lớn á, thấy không? Mà cái hầm lửa lớn nó xuống rồi không lên được, phải đợi trái đất bể ra. Nếu mà còn nghiệp nữa thì phải chuyển qua trái đất khác sống tiếp. À, sống có nhiều khi mà sống lên 5-10 trái đất chứ không phải nhỏ đâu. Bởi vì vô thiền tông mà nó ra là nó tàn sát tất cả những người mà tham lam trái kiến chấp, giết mấy người này nè. Đó, bây giờ bắt đầu mới hé cho nghe. Chứ đừng có tưởng được vô thiền tông tham lam này của coi chừng đó. Nó sẽ tàn sát bất cứ ai và đụng chạm tới thiền tông. Vì thế mà khi mà Đức Phật ra dạy cái này, bác con nói là có khổ, nghĩa là cái thiền tông này con không phải quỷ mị được, không thể từ bi được, thấy không? Mà phải phản ứng đúng theo cái quy luật vật lý của nó. Người ta phan con một cái cục đất thì con quăng lại mặt 10 cái cục đất, chứ không phải nhỏ đâu. Và thiền tông phải vậy thì cái thiền tông mới tồn tại được. Còn nếu mà yếu hèn, thiền tông không, hoàn toàn không thể sống nổi dưới thế giới vật lý này. Anh bảo cấp 10, con phải bảo cấp 11, nó phá được cái bảo này. Nghe không? Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 6 ạ. Dạ thưa bác, người cũng tu thiền tông nhưng mà lại thích đi theo để làm tôi tớ cho cái người mà cướp lấy những thứ của thiền tông, thì người này sau khi chết sẽ đi đâu ạ thưa bác? Mình đi theo cái người mà cướp lấy thiền tông, tức như mình gọi anh ta sư phụ chứ gì. Thì sư phụ đi đâu mình đi đó. Biết sao giờ, đã mình chấp nhận cho người ta sư phụ mình thì sư phụ đi đâu con theo đó. Sư phụ xuống hầm lửa lớn mình cũng phải theo ổng chứ đi đâu giờ. Đã nó cột rồi, khi mà đã chấp nhận người ta làm sư phụ mà đi làm ta là nó cột cứng cắt vô người đó rồi. Mình đi đó, đi đâu mình đi theo đó, thấy không? Cái này á, tại mình chấp nhận rồi, thấy không? Thành ra mình, sư phụ mình đi đâu đi đó, đừng có lo cái gì đó. Đừng có lo mất sư phụ. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ, câu số 7 ạ. Người đã tu thiền tông rồi, lý do gì họ lại thích đi theo và làm tay sai cho những người cướp lấy của người khác vậy thưa bác? Cái phần này nó có hai phần. Một là do cái kiến chấp to của họ.
Họ tưởng đâu họ hiểu rồi, họ giỏi, họ lấy cái này, họ lấy đây để họ truyền bá chứ không có gì đâu. Hai nữa là khi mà họ tham lam nặng quá thì thánh nhào vô phụ dẫn đi. Ông Phẩn là cái gì? Thế giới này là thế giới của ông á. Có nghĩa là người vô thiền tông rồi thì tất cả các thánh thừa hành tổng động viên hết theo cái thiền tông này nè. Thánh thừa hành nói thiền đạo hồi đó nó ở ngoài miền Bắc á, nhưng mà giờ khi thiền tông nó công bố rồi, nó tổng động viên vô cái này. Không? Thấy người nào ấy là nhào vô kéo hết, kéo để gì? Để về đồng bọn thôi chứ không có gì rồi, chứ không phải làm gì. Mấy vị tu thiền tông là đi ra thế giới vật lý này. Nhưng mà giờ muốn trận cái thế giới này là sao thì phải kiếm nhập vô cái này tốt hơn nè. Cái thiền tông cho nó thấy một hai đoạn gì rồi bắt đầu nó ra nó sưng hùng chư bá là gì, dính vô mấy ông thánh rồi. Thấy không? Vì thế mà khi mà tu thiền tông rồi, cái con người mà bị nhập rồi, con coi cái gương mặt nó khác liền. Thấy không? Để ý đi, người nào cho giỏi đi, người nào vãi rồi, người ta ăn nói khác, cái tiếng nó khói là một. Thứ hai là cái tư tưởng nó khác, chứ không phải đơn giản giống như con người bình thường đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 8 ạ. Người mà có tánh tham mạnh rồi mà họ không chiếm lấy được của người khác á, thì họ phải làm sao thưa bác? Thế giới gia vật lý này, mình làm không được thì mướn người bình thường không được thì mướn người có chức có quyền. Thế giới vật lý mà thế giới này gọi là thế giới kim tiền, mạnh được yếu thua. Tôi lấy anh không được, tôi thua anh thì tôi đi mướn người khác thấy. Còn mấy tôi mướn người có chức có quyền, anh phải đầu hàng với tôi thôi, trong cái cách nào thoát khỏi được cái quy luật này. Thấy không? Thế giới này nó là vậy, gọi là mạnh được yếu thua. Thiền tông giữ không nổi thua, còn thiền tông đứng vững như cây tùng cây bách gì đó, không? Thì nó sẽ còn trường tồn, còn không thì nó bị quật ngã liền. Rồi con hỏi tiếp gì? Dạ, câu cuối con xin hỏi bác ạ. Thưa bác, làm sao để cho người có tánh tham này họ bỏ đi được cái tánh tham đó được không ạ? Này dễ ở cái tánh tham này nó phát ra từ tánh con người. Mà muốn xóa bỏ cái tánh con người tham này làm sao? Thế giới vật lý này sao? Cái nơi nào mà gọi được cái tánh tham này? Cái nơi nào mà bỏ được tánh tham này? Con biết không? Dạ không, mà bác chỉ cho con luôn đi ạ. Dễ ở Sài Gòn có Khám Chí Hòa, đã vô đó ở, tự nhiên nó hết. Còn ở tỉnh thì cái tỉnh nào nó cũng cái khám của tỉnh, nó vô đó ở nó hết. Vô đó thì hoàn toàn nó rửa hết. Anh hung dữ cỡ nào anh vô đó nó cũng rửa anh hết. Anh tham cỡ nào cũng vô đó hết. Đó, người muốn tính tham vậy. Dễ ở cũng gì khó. Bởi vì thế giới này thế giới đấu trị vật lý. Tại sao giữ ở ngoài hung sưng hùng sưng bá mà vô trong khá mà không mềm như con bò, mềm như cái bộ. Thấy ở ngoài thì nghinh ngang chứ vô thấy ông cán bộ vậy, gạt đầu lại luôn. Đó, vô đó nó gội rửa cái chỗ. Nơi thế giới này là cái thế giới gội rửa của cái tánh tham con người, cái tàn bạo của con người. Thì vô cho hai chỗ đó đó. Thành phố Hồ Chí Minh nó có Khám Chí Hòa, tỉnh Long An nó có cái khám lớn của tỉnh Long An, có vậy thôi. Huyện nó cũng có cái quận có, nhưng mà nhỏ thì ở huyện, mà lớn phải đưa lên cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi phần thứ hai rồi. Bác, con vẫn còn một phần nữa. Bác cho phép con hỏi luôn nha bác. Rồi cứ thoải mái hỏi. Dạ con cảm ơn bác ạ. Con muốn hỏi bác về cái phần thứ ba là người tu thiền tông mà họ thích làm thế này làm thế kia. Bây giờ nói thật, các cái tu thiền tông mục đích là gì? Để trở về Phật giới. Con thích làm ở đây thì cũng thích ở đây. Thế giờ đã buông thế thiền tông là rồi, buông là phải đi, buông để đi. Còn ở đây thích làm thì phải ở đây. Đường về Phật giới đóng lại. Ông thần cũng nói mày muốn ở đây thì tao đóng cái cửa về Phật giới cho mày đi. Tại vì trước khi mà một tánh Phật vô đây có làm cam kết với thần chủ thế giới lo tạo công đức nha. Còn nếu mà tạo phước đức và ác đức độc thì coi chừng, phải không? Ký đàng hoàng vô tánh người mày mang 16 thứ mà gặp cái ông tánh người mà tham nhiều quá với cái tưởng nhiều quá, ông điều khiển ông Phật, điều tánh thánh Phật đâu có biết được.
vô cái tử cung người mẹ, tử là chết, cái cung chết rồi đó, chứ không còn nhớ gì được rồi. Thì bây giờ cái xác của tánh Phật, cái sự thật là mang của cái tánh người làm việc. Và làm sao đây? 10.000 năm ông Phật đến nhắc nhở một lần, mới vừa mở miệng ra nó chửi ông khùng, ông của hồn rồi. Làm sao? Rồi con suy nghĩ làm sao mà tạo đây? Đó, mình phải hiểu cái thế giới này, nó sẽ hút rất mạnh về cái này, tiền tài danh lợi và địa vị, không cách nào thoát ra được quy luật này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, những người mà họ thích làm thế này làm thế kia thì họ nói rằng là họ làm như vậy là để lưu lại cho hậu thế. Như vậy thì việc đó có đúng hay không ạ? Đúng với cái tính tham, còn trên thực tế không đúng. Nên nhớ rằng đã buông rồi mà còn làm cái gì? Giờ con suy nghĩ đi. Bây giờ thí dụ con xin một cái điểm đó để làm cái gì? Con bỏ tiền ra rồi khi con chết con nó dẹp luôn. Rồi con suy nghĩ sao? Để cho hậu thế là để gì? Thiền tông nó ra đời chỗ nào thì chỗ đó sẽ là để cho hậu thế thôi. Còn những cái chi nhánh là hoàn toàn là vui thôi, chứ không có cách nào được. Mà nên nhớ rằng nếu con muốn mà xây dựng bất cứ một cái gì, con phải làm chủ và con phải có tâm tài lực. Còn những người trợ giúp cho con là ăn theo con thôi. Nghe không? Nếu mà con không đủ tâm tài lực thì con đừng làm. Con phải làm chủ và tâm tài lực. Nếu mà tâm tài lực mà con có đủ sức không ai giúp con thì tốt. Còn nếu mà người ta giúp thì đương nhiên cái người giúp nó bỏ tiền vô nó giúp hay bỏ công nó giúp thì nó có cái điều kiện với con. Trên thế gian này không có cái chuyện gì mà tôi làm không cho anh ấy nữa. Làm bất cứ gì phải có điều kiện. Thế giới này nó là vậy. Muốn về buồn hết. Muốn ở lại đây muốn làm gì. Nên nhớ rằng mình làm mà mình chỉ cần có cái ý định làm cái gì, thần đóng cửa cái đường về Phật giới liền. Ông là quản lý mình mà. Hồi đó cam kết với thần chủ thế giới sao? Tôi vô đây tôi tạo công đức chứ không tạo gì hết á. Mà tại sao chứ? Không, tại sao không biết tạo công đức mà con thì tạo tùm lum. À, đây là mình sai cái lời cam kết giữa tánh Phật và ông thần chủ thế giới. Có sự chứng kiến của một vị Phật phân thân đến chứng kiến. Phật nhỏ đâu, phải không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ ba. Thưa bác, người mà có tham vọng á, thì có trở về Phật giới được không ạ? Tất cả những cái gì mà ham ở đây, cái đường về Phật giới bị đóng cửa liền, đóng mà nó hạn sắt 4-5 lớp rồi, khỏi gì. Tham lam, tham vọng nó cũng thứ thôi. Có nghĩa là làm bất cứ gì là anh ở đây luôn, đóng cửa luôn. Không phải một vị Phật đâu nha. Bởi vì cái này nó có cái ghi cái hồ sơ, thí dụ vị Phật kế tiếp được công bố này mình tới, cái hồ sơ cũ mình, thằng này cái ông Phật trước nó bị tham rồi. Cho nó vô học nhưng mà đều cũng ở tiếp. Bởi vì tại sao có nhiều người, ông Xá Lợi Phất ở tới ba trái đất. Ba trái đất là con bao nhiêu ông Phật con tính không? Cứ 10.000 năm một cả ông đi. 10 tỷ năm trái đất chết một lần. Ba trái đất, bốn trái đất gì đó. Mà con suy nghĩ là bao nhiêu ông Phật. Mà chưa gì được. Thì ông cũng dính vào cái chuyện này thôi. Chứ có gì vậy? Lạ ra đây. Bởi vì muốn về thì phải buông hết. Không có nói gì trời, từ cái lời ăn, tiếng nói, hơn thua cũng dẹp luôn. Chỉ biết tôi tạo công đức tôi về thôi. Không có mong cái gì, tôi không có mong hơn anh. Anh muốn nói gì nói, ông làm gì làm, tôi không cần nói. Chứ đừng có chuyện chi mà cái vật chất mà nó hiện hữu. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu số 4 ạ. Hôm trước con có nghe nói là một lần bác có nói là người mà không có nhiệm vụ mà tự công bố quyển giáo lý Đạo Phật Thiền Tông thì sẽ bị hai phần. Phần thứ nhất là vào nơi không có ánh sáng. Phần thứ hai là chết bất đắc kỳ tử. Vậy thưa bác, người này á, có cách nào để cứu họ được không ạ? À, có. Cái này dễ. Cái cứu này rất dễ. Cứu họ rất dễ. Mình nên nhớ một điều thế này nè. Đạo Phật là có 6 pháp môn tu. 5 pháp môn đầu là Đức Phật dạy thời thượng pháp, tức cái thời Đức Phật còn tại thế. Còn cái pháp môn rồi tới thời kỳ trung pháp là đi theo
đi theo các quyển kinh của Đức Phật dạy, gọi là trung pháp, đi theo hoàn toàn không có gì hết. Học theo Đại Thừa có 12 quyển kinh, rồi Tịnh Độ có 2, thấy không? Rồi mật chú nó lấy trong các kinh. Còn cái pháp môn thứ 6 được công bố ra là đời mạt pháp, phải được công bố cái này gọi là giáo lý. Đầu tiên thượng pháp là do một vị Phật nói, trung pháp theo các hệ thống kinh, mạt pháp tu theo giáo lý. Vì thế mà người ta muốn đưa cái giáo lý này ra thì người ta phải công bố cái pháp môn thứ 6 trước. Pháp môn thứ 6 trước có nghĩa là đã công bố rồi thì hoàn toàn không còn công bố bất cứ cái gì nữa. Nếu anh công bố cái này là anh làm sai, mà sai với cái nhân quả của thánh, bậc thánh chứ không phải nhỏ đâu. Bởi vì thánh nó chấp nhận cho công bố quyền ký chỉ công bố một lần thôi. Và hợp đồng giữa thánh và ông Thích Ca, tôi cho ông về 5% thôi nghe, chứ không hơn à. 5%, mà còn người nào mà nghiêm túc lắm thì tôi cho thêm, còn không ấy thì cứ đúng 5%, không hơn không kém. Vì thế mà người nào đứng ra mà công bố cái này là mà thách thức nhân quả của của luật thánh, chứ không phải nhân quả của vật lý trái đất, thì con suy nghĩ là nguy hiểm sẽ thế nào. Thì bây giờ con muốn thoát được cái quy luật này thì con phải nhào vô thánh giúp đỡ, mà phải thật thánh Chúa thế giới à, chứ còn thánh mà lang thang không có làm gì được đâu. Muốn thoát được quy này phải làm đệ tử của thánh Chúa thế giới. Mà nên nhớ là thánh Chúa thế giới là không có cái thời gian trở về Phật giới. Đó, muốn thoát ra được cái quy luật này thì cái câu hỏi của con là Chúa phải phân tích cho con hết thì con mới hiểu được. Duy nhất chỉ có thánh Chúa thế giới giúp con thôi, còn nếu mà ngoài ra không ai giúp được. Còn không người mà không cứu được cái này là con đi ba con đường: hầm lửa lớn, thực vật và nhẹ thì phải địa ngục 18. Không có đường nào thoát khỏi cái này nè. Thì câu này á, tụi con phải chú ý cho kỹ, không phải đơn giản. Công bố quyền ký không, giáo lý không được quyền công bố. Và cái giáo lý á, là nó bổ túc cho cái pháp môn thứ 6, là nó dạy tuần tự cho pháp môn thứ 6, chứ không phải công bố. Là cái này là cái pháp môn dạy, chứ đâu phải là pháp môn công bố. Công bố là công bố pháp môn thứ 6 á. Nó nằm trong cái dạng của quyền ký á. Quyền ký là lời nói đặc biệt của Đức Phật. Mà quyền ký nói, giờ con đọc hết quyền ký con không hiểu gì đâu. Nhưng mà khi con không hiểu, con đọc cái quyền ký này, con hỏi là cái người công bố ra đó, người ta sẽ giải thích cho con. Thấy không? Chứ sự thật, thiền tông nó ra đời, nghe rất dễ thì người ta theo. Nhưng mà được cái những cái lắc léo nó không hiểu, thành ra người ta chết vì cái lắc léo của cái thiền tông này. Thấy không? Thì bác xác nhận cho con, giáo lý người nào mà công bố người đó điên đó. Không có bình thường đâu. Cái đạo Phật là công bố pháp môn thứ 6. Còn cái giáo lý này là cái gọi là cái giấy học để cho đi theo cái pháp môn thứ 6 này, nó bổ túc chứ không phải được công bố. Làm sao nó có đủ tư giáo lý, làm sao có đủ tư cách mà công bố cái này. Thấy không? Vì thế mà nó rất nguy hiểm vào trong cái này. Mà nó xử bằng luật thánh à, chứ không phải nó xử bằng cái luật nhân quả của thế gian này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 5 ạ. Dạ thưa bác, bác có thể dạy cho tụi con cái cách để mà nhìn người như thế nào thì biết được cái kiến chấp của người đó không ạ? Cái người mà nói cái gì cũng hơn, cái gì nói cũng cái gì giỏi hơn ta là người đó có kiến chấp. Nghe không? Tất cả con đi đến một nơi năm ba người ngồi đấy, cái người nào nói nhiều mà không cho người khác nói là nó kiến chấp. Rồi ai thì cái người nào thì quá vậy. Muốn biết người nào kiến chấp không, nói dữ lắm. Vô thiền tông này nói dữ lắm. Mà khi mà hỏi bằng cái chân thật không biết. Nó trên trời đó có thể lên mạng nói luôn, nó tùm lum hết. Mà hỏi chứ công đức là gì không biết. Công đức là cái nghiệp. Đó, có suy nghĩ được, đó là kiến chấp. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin phép hỏi câu số 6 ạ.
Dạ, con có nghe câu nói là mày dốt mà mày nói thì thiên hạ cười cho. Có nghĩa là gì ạ? Giải thích cho tụi con hiểu ạ. Dốt mà thiên hạ cười thì cái này, cái người thế gian cười đã đời mà ông trời cũng xuống cười mà nó. Thiên cái gì? Thiên là trời, hạ là xuống. Mày nói đến nỗi mà ông trời xuống để cười mày đó, là sao? Người thế gian cười cũng nói mà bắt ông trời phải xuống. Ông tức quá, ông nói tao xuống tự. Mày dốt quá mà mày cứ đi nói hoài. Mày không biết thì mày ở nhà nấu cơm. Mày không biết mà đi ra chỗ này chỗ kia chỗ nói. Giết ông thiên hạ thiên là ông trời hạ xuống. Tức ông ngồi trời chịu không nổi, chịu thằng dốt này. Tao phải xuống với ông cười, ông cười thằng này. Đó, vậy là gọi là mày dốt mà thiên hạ cười. Là mày dốt mà tới động tới ông trời chứ không phải động tới người thế gian không đâu. Dạ, rồi, bác, hỏi tiếp đi. Bác có thể cho con vài ví dụ về trường hợp là thiên hạ cười được không ạ? Này dễ ợt chứ. Đạo Phật là đạo giác ngộ mà không biết cái đi cười, đi nói hoài là sao? Để thiên hạ xuống cười. Sợ cái đạo Phật đạo giác ngộ mày không biết mày làm nhà mày nấu cơm đi cho mày cái đi ra mày nói hoài. Đạo Phật là đạo giải thoát. Mày không biết mà cái đi nói hoài là sao? Còn cái đạo cúng á là của cô hồn mà mày nói giải thoát. Thì ông trời ông nói, ông xuống ông cười rồi ông chỉnh lại thôi chứ không phải ông ghét gì mình. Ông nói thôi mày ngu quá, sao để tao chỉ cho mày. Đạo cúng là của cô hồn, mày hiểu không? Chứ không phải là của ông Phật. Ông Phật toàn năng toàn giác, không có giải cúng đâu. Đó là thiên hạ cười chỗ này nè. Ông Phật là dạy giải thoát trở về Phật giới. Mày không biết thì thôi, mày ngồi ở nhà đi. Mày cứ đi chỗ này chỗ kia mày dạy. Đó, thì ông xuống ông nói cho mình nghe thôi. Đó là chứng minh một hai cái phần để thiên hạ cười chứ rất nhiều. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu tiếp theo ạ. Thưa bác, đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Tại sao bác trình bày ra thì họ lại cho rằng bác là bị bệnh tâm thần, bệnh hoang tưởng ạ? Thì bởi vậy tôi nói là do, cũng do cái tánh tham mà nói đúng ra cái người nói đây là mấy ông cô hồn, cúng cô hồn. Ta đang làm ăn một cuộc cúng 40-50 triệu mà ông nói kiểu này là ông dẹp tôi rồi tôi chửi ông đâu ai, chửi ông Ma Dương là đúng rồi. Thế giới vật lý này nó vậy. Mình cũng không tách người ta, cái nghề người ta. Bởi vì từ khi ông Phật lập cái đạo Phật ra thì không ai biết cái đường về Phật giới như thế nào. Thì giờ thế giờ, bây giờ con cắt cái chùa để làm gì thì phải bài ra cúng. Hồi đầu cúng ít, giờ từ từ nó cúng nhiều. Cho mình nói thì mấy ông chửi mình nó, mình là Ma Dương hoặc là mình tâm thần. Thì cái thế gian nó là vậy, mình phải chịu thôi chứ mình làm sao, làm sao nói được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 9 ạ. Dạ, thưa bác, con tu theo thiền tông, con muốn cất tiền tông thất để tu, chỉ có được không ạ? Bây giờ con suy nghĩ nè, tu thiền tông con phải xác định con có tu không? Không tu. Cất thiền tông thất để làm cái gì? Bây giờ nếu con cất thiền tông thất được chứ không phải không? Với điều kiện con bỏ chi tu, tôi cất thiền tông thất để tôi phổ biến cái này, được, không tu. Để cất thiền tông thất tu là thua. Mà phổ biến thì người đứng ra phổ biến, người đó tiêu chuẩn như thế nào? Phải kiên tánh. Không kiên tánh, đừng có đơn giản người ta chi bắt cọc. Không kiên tánh mua sách để đây, thiền tông thất tôi để đây, ai mai là tôi cho tôi tặng gì, tôi không nói một tiếng nào. Thấy không? Nhớ nhờ, nhớ rằng nha, đừng không cất thiền tông mà đi nói cho người ta biết là hoàn toàn sai. Trừ trường hợp anh kiên tánh thì anh được quyền nói. Còn không kiên tánh, đừng làm cái này. Nhưng mà vì sao? Vì thiền tông, tôi nói khi thiền tông mà chấm dứt vẫn những bí mật vẫn không phát, không nói ra. Để chi? Để cho cái đời Phật sau người ta sẽ nói. Mà bây giờ mục đích của mình là gì? Đi về Phật giới. Về Phật giới mở con mắt đạo ra, mở con mắt Phật ra rồi quan sát là cái tam giới này, thế giới này mình biết hết. Khỏi cần học chữ nào rồi đó. Giống như mình mù, rồi mình đi học cái mới diễn tả cái cây này, con này con kia mù. Khi con mở mắt rồi con còn đi học không? Nhìn thấy con mèo con chó cái cây con biết hết rồi học cái gì nữa. Đấy không? Học cùng hết học chỗ này. Học là khi con mù, con mở mắt con không học. Giờ biết cái cây cái màu đó rồi thôi.
học về hồi đó mình không thấy được này nữa, mới diễn tả à, cái cây nó làm sao rồi màu sao sao cho mình mới học. Nhưng mà dù có học cỡ nào mình cũng mù, chỉ nghe cái cây thôi chứ không phải có cái cây à. Vì thế mà mở cái thiền tông thất anh kiến tánh, còn không kiến tánh đừng mở, anh để làm cái nhà hay gì rồi anh cho mượn, ta mượn sách để tạo công đức thôi, có vậy thôi, tuyệt đối không nói cho người ta biết. Người ta coi sách người ta sẽ hiểu được như thế nào. Còn nếu mà người ta không hiểu á, thì làm ơn đặt câu hỏi ngược lại cái nơi mà cái phổ biến cái thiền tông này, chứ mình cũng không được quyền nói thiệt, nó hạn chế. Nếu muốn về Phật giới thì phải tuân thủ đúng cái này. Còn mới biết hai ba chữ đi ra mở cái chỗ này đi giảng đạo nói tùm lum ra là vì thế mà con người nói sao, tạo nghiệp công đức, công đức tạo cái nghiệp, chết rồi. Trời, cái chữ đầu tiên gì giáo lý là gì, lý luận. Trời, cái chuyện đơn giản mà không mà nói không được mà bày đặt như mở cái thiền chi. Cái này á, nói cái câu này thì thiên hạ cười, ông trên trời xuống cười vậy. Chữ hai chữ mà còn không biết mà đặt, phải không? Nó gì vô cái tham của người ta vậy thôi. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ vậy bác, vậy là tu thiền tông là không có làm gì sao ạ? Ai nói không làm? Tu thiền tông mình sao không làm đói sao? Con ngành nghề gì thì cứ làm cái nghề đó thôi. Bây giờ tu thiền tông trước mắt con được cái lợi thứ nhất, con hiểu được không, không có mê tín. Cái tiền mê tín là bao nhiêu? Nó chiếm 10% ngân sách của con thu nhập á, cái tiền mê tín của con. Mà cho con không mê tín thì con làm sao? Thì ngân sách nó không mất, làm sao không làm? Có gia đình phải lo tổ, gia đình có tổ quốc phải lo tổ quốc. Tổ quốc là nguy, mình ngồi đó mình tu hả? Mình vô nó cắt cổ mình luôn, thấy không? Sao không làm? Bây giờ có chồng con phải lo chồng con chứ, phải bỏ đứa đi theo hoài đó về chửi. Bà đi theo cái thiền tông đi, thôi bà theo đứa rồi bà no, thấy không? Sao không làm? Có nghĩa là tu thiền tông không làm chuyện tầm bậy, chứ không phải là không làm, việc làm bình thường. Rồi gia đình, tổ quốc lo, thấy không? Tuyệt đối không mê tín gì đâu. Đây là cái ngân sách rất lớn để cho ổn định gia đình. Đó. Chứ nói tu thiền tông không làm là không đúng. Đó, tu thiền tông thì làm đúng chứ không phải là không làm. Làm cái gì cũng phải đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Dạ. Câu số 11 con xin phép hỏi bác ạ. Trước đây á, thì con hay đi chùa cầu xin Phật. Vậy bác cho con hỏi là cái việc mà con đi chùa cầu xin Phật như vậy á, thì Phật có ban phước gì cho con không ạ? Con suy nghĩ sao? Ông Phật là gì? Áo mặc mà không có tiền mua. áo mặc ốc rách làm gì cho con? Đi xin từ chén cơm ăn mà vậy là xin giống gì? Nói là tao có bữa nay tao xin được 3 chén nè, mày muốn ăn tao cho mày chén. Xin gì? Áo mặc giá 50-70 cây là cái lớp áo rồi mà còn xin cái gì? Tao dạy ông á là làm ơn thế giới này nó quy luật vật lý và tụi ông đi về đi không, tôi chỉ vậy thôi, đúng không? Duy nhất gì chỉ cho đi về mà không về ở đó xin ổng xin phước làm gì? Gia đình ổng bị đứa cháu tàn sát mà có ổng dám ra đứng dòm thôi, thấy không? Một chuyện liền thấy vậy nhào vô cũng nhân quả cũng chết luôn, chứ làm sao có vậy một liền cứu được không? Thần thông đệ nhất có dám không? Thế giới nhân quả này nó đã bão đi ra rồi, bão đi qua rồi, cây nhỏ nhỏ thì nó gãy hết, chỉ trừ được 1-2 cây to thôi chứ không phải cái nhỏ gì nó quét hết luôn. Thế giới vật lý này nó khủng khiếp lắm chứ không phải nhỏ đâu. Không xin ai, thế giới này không xin rõ ai trời trơn. Ông Phật ông nói tôi, gia đình tôi cũng không cứu được mà làm sao, còn xin của tôi làm gì tôi có, ngày nào tôi đi xin tôi ăn không, chứ tôi có phước đâu tôi cho. Tôi có một cái bài học đi về Phật giới, tôi chỉ về làm công thức vậy thôi, chứ không có dạy. Còn nếu mà muốn ở thế giới này, anh muốn lên trời, tôi chỉ đi, tôi chỉ cho công thức đi. Ông Phật dạy là gọi là một vị Phật ra đời là tiền của nền văn minh, chỉ cho tất cả những gì văn minh nó sẽ tới. Hiện tại thì phải đúng theo quy luật nhân quả. À, ông Phật là vậy chứ không phải Phật ban phước cho mình. Bởi vì nói là
mình làm những cái gì mà sai lời Phật là tiêu Phật cũng là mấy ông chửi tôi đó. Dùng trí tuệ thấy đúng mới tin, không đúng đừng tin. Còn mà tin mà không đúng là ông chửi tôi đó. Tin mà không hiểu thì sớm muộn cũng làm tầm bậy. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi bác câu cuối cùng ạ. À. Dạ khi nào thì bác sẽ cho công bố quyển giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam ạ? À? Nói rồi cái quyển giáo lý nó không có công bố. Khi nào phát ra thì được cho xuất bản tôi phát. Còn cho xuất bản mà thì tôi mà sắp chết tôi cho lưu hành nội bộ. In dài chục cuốn tôi cho để tử chánh tôi cho. Còn mà mấy người nào mà theo tôi muốn ấy thì đi photo cho tiếp. Ví dụ tôi giờ 100 người theo tôi là đúng 100 quyển lưu hành ở bộ tôi phát. Rồi tôi còn mới tự theo đó đó thì tôi lại phân tán ra. Chứ còn không công bố. Công bố là công bố pháp môn thứ 6 chứ không phải là công bố giáo lý. Giáo lý không có được công bố ra nó quật chết luôn á. Công bố giáo lý là có nghĩa là trực diện đối đầu với Thánh đó. Ông Thánh quật làm sao cho chết thua không? Tôi nói thiệt, ai mà công bố cái này thì xin lỗi cái khám mở ra đó. Sớm muộn cũng vô khám. Còn không ấy thì ông Thánh ông suối cho mình chạy xe làm sao mà đụng vô. Cái đường trống không chạy mà chạy vô gốc cây. Thấy không? Tôi đúng phải được. Cái tuyệt đối cái giáo lý không công bố mà chỉ phổ biến thôi. Công bố là công bố. Pháp môn thứ 6 đã công bố ra nay 3 năm rồi. Ngày 14 tháng 5 2017 thì tới bữa nay là trên 3 năm mấy rồi đó, là công bố pháp môn thứ 6 nó nằm trong cái dạng quyền ký. Quyền ký là cái nói là cái nói quyền hoặc giờ bí mật. Ai đọc cái quyền ký biết cái gì không? Không biết gì hết. Ha, mà khi nào giải thích thì tao mới hiểu. Vì thế mà tôi mới có nói khi công bố rồi mới có nói cái gì chuẩn quá cái đạo Phật lại là cái chỗ này. Bởi vì đi vô cái thiền tông vô, còn vô giống như vô mê hồn trận. Không hiểu nổi đâu. Thấy không? Chỉ người nào sáng con mắt đi nổi đi trong cái bàn cờ này. Còn nếu không con mù cũng có đụng mà. Đi đâu cũng đụng cục. Mà đụng mà cái chỗ nào mà đủ có cái đinh nhỏ đọt chảy máu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã hết câu hỏi rồi ạ. Dạ con xin chân thành cảm ơn bác ạ. Dạ con chào bác. Thôi cảm ơn con hỏi.